Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, đến mùa trăng sáng chẳng quên, Trung Thu là lúc về bên gia đình. Từ ngàn năm nay, cứ mỗi dịp Trung Thu về, từ trẻ nhỏ đến người già lại háo hức chào đón Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng 8 âm lịch. Đối với người con trên đất Việt, Tết Trung Thu là Tết đoàn viên, là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam, bởi nó mang cho mình nguồn gốc và ý nghĩa đầy thú vị. Nhưng có lẽ không phải ai trong số chúng ta cũng biết rõ về sự tích huyền bí cũng như phong tục của ngày Tết Trung Thu. Hầu hết mọi người chỉ biết vào ngày này trăng sáng nhất, tròn nhất và mọi người có thể dành thời gian quây quần bên mâm cỗ. Vậy hãy cùng Việt Sử Toàn Thư lội ngược thời gian, quay trở về với dân gian và cùng nhau lý giải phong tục Tết Trung Thu đầy ý nghĩa này trong video sau đây nhé! Nguồn gốc Tết Trung Thu. Người Việt ta ăn Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng 8 âm lịch là do ta phỏng theo phong tục của người Trung Quốc. Chuyện xưa kể rằng vua Đường Minh Hoàng sinh năm 713, mất năm 741 Tây Lịch, dạo chơi vườn Ngự Uyển vào đêm rằm tháng 8 âm lịch. Trong đêm Trung Thu, trăng rất tròn và trong sáng, trời thật đẹp và không khí mát mẻ. Nhà vua đang thưởng thức cảnh đẹp thì gặp đạo sĩ La Công Viễn, còn được gọi là Diệp Pháp Thiện. Đạo sĩ có phép tiên đưa nhà vua lên cung trăng. Ở đó, cảnh trí lại càng đẹp hơn. Nhà vua hân hoan thưởng thức cảnh tiên và du dương với âm thanh, ánh sáng huyền diệu, cùng các nàng tiên tha thướt trong những xiêm y đủ màu, xinh tươi múa hát. Trong giờ phút tuyệt vời ấy, nhà vua quên cả trời gần sáng. Đạo sĩ phải nhắc, nhà vua mới ra về, nhưng trong lòng vẫn bàng hoàng luyến tiếc. Về tới hoàng cung, nhà vua còn vấn vương cảnh tiên nên đã cho chế ra khúc nghệ thường vũ y và cứ đến đêm rằm tháng 8 lại ra lệnh cho dân gian tổ chức rước đèn và bày tiệc ăn mừng, trong khi nhà vua cùng Dương Quý Phi uống rượu dưới trăng, ngắm đoàn cung nữ múa hát để kỷ niệm lần đầu du nguyệt điện kỳ diệu của mình. Kể từ đó, việc tổ chức rước đèn và bày tiệc trong ngày rằm tháng 8 đã trở thành phong tục của dân gian. Cũng có người cho rằng tục treo đèn bày cỗ trong ngày rằm tháng 8 âm lịch là do ở điển tích ngày sinh nhật của vua Đường Minh Hoàng. Vì ngày rằm tháng 8 là ngày sinh nhật của vua Đường Minh Hoàng, nên triều đình nhà Đường đã ra lệnh cho dân chúng khắp nơi trong nước treo đèn và bày tiệc ăn mừng. Từ đó, việc treo đèn bày cỗ trong ngày rằm tháng 8 trở thành tục lệ. Người Hoa và người Việt đều làm bánh Trung Thu để cúng, ăn, biếu thân bằng quyến thuộc và đãi khách. Người Hoa và người Việt đều tổ chức rước đèn trong đêm Trung Thu. Ý nghĩa Tết Trung Thu. Tết Trung Thu của người Việt có nhiều đặc điểm khác biệt với Tết Trung Thu của người Hoa. Theo phong tục người Việt, bố mẹ bày cỗ cho các con để mừng Trung Thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn, thắp bằng nến để treo trong nhà và để các con rước đèn. Cỗ mừng Trung Thu gồm bánh Trung Thu, kẹo, mía, bưởi và các thứ hoa quả khác nữa. Đây là dịp để con cái hiểu được sự chăm sóc quý mến của cha mẹ đối với mình một cách cụ thể. Vì thế, tình yêu gia đình lại càng khăng khít thêm. Cũng trong dịp này, người ta mua bánh Trung Thu, trà, rượu để cúng tổ tiên, biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác. Thật là dịp tốt để con cháu tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ và để người đời tỏ lòng chăm sóc lẫn nhau. Người Hoa hay tổ chức múa lân trong dịp Tết Nguyên Đán, người Việt lại đặc biệt tổ chức múa sư tử hay múa lân trong dịp Tết Trung Thu. Con lân tượng trưng cho điềm lành. Người Trung Hoa không có những phong tục này. Thời xưa, người Việt còn tổ chức hát chống quân trong dịp Tết Trung Thu, điệu hát chống quân theo nhịp ba, thình, thùng, thình. Ngày xưa, trai gái dùng điệu hát chống quân để hát trong những đêm trăng rằm, nhất là vào rằm tháng 8. Trai gái hát đối đáp nhau vừa để vui chơi, vừa để kén chọn bạn trăm năm. Người ta dùng những bài thơ làm theo thể thơ lục bát hay lục bát biến thể để hát. Tết Trung Thu mới đầu là Tết của người lớn để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, ăn bánh và uống trà ngắm trăng rằm vào giữa tiết thu. Dần dần, Tết Trung Thu trở thành Tết trẻ em, nhưng người lớn cũng dự phần trong đó. Các em có dịp vui chơi rước đèn, ca hát, phá cỗ do cha mẹ, anh chị bày cho và nhất là có dịp ăn bánh kẹo thả cửa mà không sợ bị trách mắng. Tết Trung Thu là một phong tục rất có ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của chăm sóc, của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ và của thương yêu.
Thưa quý vị, Tết Trung Thu là một nét đẹp văn hóa của người Á Đông nói chung và của người Việt Nam ta nói riêng. Theo phong tục, Tết Trung Thu ngoài việc cúng gia tiên, phá cỗ, nghe chuyện về trăng, còn có chơi đèn kéo quân, đèn ông sao hay đèn cá chép. Thậm chí, các trò như múa sư tử, hát chống quân đã trở thành những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Vậy những phong tục này có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Lý giải phong tục Tết Trung Thu về tục chơi đèn lồng. Tết Trung Thu không thể thiếu đi hình ảnh chiếc đèn lồng nhiều màu sắc sáng rực rỡ dưới ánh trăng vàng. Đối với người dân Trung Hoa, đèn lồng được treo trước cửa nhà và tượng trưng cho sự may mắn bình an. Một số lại được làm thành dạng đèn hoa đăng, sau khi ghi những ước nguyện vào thì thả trôi bờ sông mang lời cầu nguyện đi xa. Nói về nét văn hóa nữa của người Trung Hoa dịp Trung Thu được lưu truyền đến nay, phải kể đến đèn khổng minh. Đèn khổng minh thường có kích thước lớn, dán giấy xung quanh và thắp nến ở giữa. Sau khi viết ước nguyện lên đèn thì thả lên bầu trời. Trong ánh trăng vàng thì từng ngọn đèn được đồng loạt thả làm sáng rực cả một vùng trời. Từng ngọn đèn tựa như những ngôi sao sáng lấp lánh gửi lời thỉnh cầu của con dân tới các vị thần linh. Còn đối với người Việt, đèn lồng Trung Thu được làm cho trẻ em chơi Trung Thu là chính. Những chiếc đèn với vô số hình dáng từ bông hoa, cá, gấu, vô cùng xinh đẹp, sáng rực trong đêm Trung Thu. Đèn lồng Việt Nam làm thủ công từ tre và giấy gió, tô vẽ bên ngoài đèn là những nét vẽ, đường thêu vô cùng đặc sắc. Đèn lồng của người Việt Nam là sự biểu hiện của ấm no và hạnh phúc gia đình. Lý giải phong tục Tết Trung Thu về tục ngắm trăng. Vào dịp Tết Trung Thu, hầu hết người dân Trung Hoa sẽ đổ ra đường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trăng rằm. Khoảnh khắc trăng lên vô cùng thiêng liêng với nhiều người. Ánh trăng là biểu hiện của sự sum vầy của các thành viên trong gia đình với nhau. Còn ở Việt Nam, trăng có một ý nghĩa rất to lớn của đất nước có nền văn hóa lúa nước. Ngày rằm tháng 8 là lúc cảnh trời đẹp nhất, khí hậu mát mẻ, ánh trăng sáng soi rõ từng cảnh vật về đêm. Thời điểm này cũng là lúc việc nông nhàn nhất. Mọi người khi đó có thể thảnh thơi ngắm cảnh thưởng nguyệt và hòa mình vào đất trời. Sau khi quây quần cùng nhau phá cỗ thì các gia đình sẽ sum vầy trên ban công hay tìm chỗ trên cao để cùng nhau ngắm ánh trăng rằm. Dưới ánh trăng sáng, các ông bố bà mẹ cũng thường kể về giai thoại chú cuội ngồi gốc đa cho con mình nghe. Lý giải phong tục Tết Trung Thu về việc phá cỗ. Vào dịp Trung Thu, mỗi gia đình Việt đều bày cỗ với đầy đủ, nào là bánh Trung Thu, kẹo, mía, thị, bưởi, dưa hấu, tùy vào từng gia đình mà cỗ được trang trí khác nhau. Khi ánh trăng lên tới đỉnh đầu, chính là lúc mà mọi người cùng nhau phá cỗ và thưởng thức hương vị của Tết Trung Thu. Mâm cỗ Trung Thu là để cúng trăng và tế trời đất, cùng cầu mong cho cuộc sống tốt lành, mùa màng bội thu và sự đoàn viên trong gia đình. Lý giải phong tục Tết Trung Thu về múa lân. Tết Trung Thu, đường phố nhộn nhịp tiếng trống cùng những điệu múa lân. Người Trung Quốc múa lân vào dịp Tết Nguyên Đán, còn người Việt lại múa lân vào dịp Tết Trung Thu. Thường, múa lân sẽ được tổ chức vào đêm 14 và đêm 15. Đội múa lân gồm có một người đội chiếc đầu lân và chỉ huy cả đội múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Con lân tượng trưng cho điềm lành, vì vậy, múa lân đêm Trung Thu là ước mong cho những điểm lành đến với mọi nhà. Lý giải phong tục cắt bánh Trung Thu. Dường như bánh Trung Thu đã trở thành một thứ bánh chỉ có vào dịp Tết Trung Thu và không thể thiếu của mọi nhà. Được làm từ bột mì nhân hạt sen và bột đường, bánh Trung Thu biểu tượng cho sự đoàn tụ và hòa thuận của gia đình. Thường, bánh Trung Thu sẽ được cắt bằng với đúng số thành viên trong gia đình. Chiếc bánh càng đều thì gia đình càng hạnh phúc hòa thuận. Tết Trung Thu là một phong tục ý nghĩa lâu đời không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước trong châu Á. Sau khi lý giải về phong tục Tết Trung Thu, chắc hẳn mọi người đã biết được phần nào về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên. Lý giải phong tục thả đèn lồng. Trong ngày lễ đặc biệt này, trẻ em sẽ tự tay làm hoặc được tặng những chiếc đèn lồng giấy đủ hình dáng, bông hoa, chú thỏ, cá, gấu vô cùng đa dạng và đẹp mắt. Một số đèn lồng được treo trước nhà, trên cây, tượng trưng cho may mắn,
một số lại được làm thành dạng đèn hoa đăng để thả ở các bờ sông, mang lời cầu nguyện đi xa. Đèn lồng Khổng Minh là nét văn hóa đặc biệt của Trung Hoa cổ, vẫn còn lưu truyền đến hiện tại. Khác với đèn hoa đăng hay đèn lồng treo, đèn Khổng Minh được chế tạo với kích cỡ lớn, dán giấy xung quanh màu đỏ hay vàng nhạt, thắp nến bên trong để thả bay lên không trung. Những lễ hội thả đèn Khổng Minh thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia. Khoảnh khắc thả đèn, bầu trời sáng rực rỡ, những ngọn nến tựa những vì sao mang điều ước dâng đến thần linh. Lý giải phong tục tặng quà Trung Thu. Những món quà nhỏ mang hàm ý lời chúc may mắn là một phong tục truyền thống đặc biệt vào Tết Trung Thu ở Trung Hoa. Một vài thế kỷ trước trở lại, những món quà thường được tặng trong dịp lễ Trung Thu là tranh chữ, thơ, đèn lồng, những món quà mang ý nghĩa tinh thần hơn là vật chất. Ngày nay, món quà phổ biến để biếu tặng, thăm hỏi người thân bạn bè hay đồng nghiệp là bánh Trung Thu, là trái cây. Người Trung Quốc gần đây có thói quen chuyển khoản một số tiền may mắn tựa như lời chúc đoàn viên đến bạn bè, người thân xa xứ. Làm đồ chơi Trung Thu. Mặt nạ, đèn ông sư, ông sao và đầu sư tử là những món đồ được ưa chuộng nhất trong dịp Trung Thu. Tại miền Nam, hai thành phố Sài Gòn và Hội An là hai thành phố lớn nổi tiếng nhất cả nước về thủ công nghệ làm đèn ông sao và các loại đồ chơi Trung Thu bằng giấy. Trước đây, vào thời bao cấp, đồ chơi trẻ em rất hiếm, phần lớn các gia đình tự làm đồ chơi cho trẻ em như trống bỏi, đèn ông sao, đèn ông sư, đèn kéo quân, mặt nạ tò he, trong chóng, vân vân. Các loại mặt nạ thường được làm bằng bìa cứng hoặc giấy bồi với các nhân vật nổi tiếng được trẻ em yêu thích như đầu sư tử, ông địa, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Bạch Cốt Tinh, vân vân. Thưa quý vị, ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người dân ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ. Nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai. Và nếu trăng thu màu cam, trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.